Hello mọi người, sau khi Hưng nhận được quá nhiều lời chỉ trích từ mẹ ở phía em gái của Hưng là Hưng không biết nấu ăn không ngon, nấu ăn rất là tệ, thì Hưng nghĩ rằng hôm nay Hưng sẽ làm một cái vlog để chứng minh cho mọi người thấy là Hưng không biết nấu ăn và Hưng sẽ nấu một bữa ăn cho gia đình của mình. Bây giờ thì Hưng sẽ vào trong tủ để kiểm tra xem rằng là trong tủ có những nguyên liệu gì Hưng sẽ nấu nhá. Ok. À, ở đây thì Hưng thấy có thịt vịt. Hôm nay Hưng sẽ nấu thịt vịt này. Bên trên tủ lạnh xem có gì ta. Bên trên tủ lạnh. À, có trứng cá này, rau lang. Ok, ở đây thì Hưng nghĩ rằng Hưng sẽ luộc rau lang lên. Ăn rau lang rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tiêu hóa. Thứ hai thì món trứng cá này thì Hưng sẽ nghĩ rằng là món trứng gà thì trứng ăn khá là ngon. Rau thì rau mùng tơi, canh rau mùng tơi này. Thịt vịt thì Hưng đi sẽ đi xào với rau răm nhá. Ok, tiến hành thôi. Bây giờ thì Hưng sẽ để thịt để trong giã đông trước và sau đó thì sơ chế món trứng cá này. Đây mọi người nhìn thấy này, trứng cá rất là vàng ngon luôn. Nhưng mà việc nếu mà để rán trứng cá lên ấy, để rán trứng cá lên để ngon ấy, thì Hưng nghĩ rằng là tách hết cái lớp màng này đi, bỏ cái lớp màng này đi. Mọi người có thể mang trứng cá đi kho cũng rất là ngon, nhưng mà nhà Hưng thì ưa việc là rán trứng cá hơn thì Hưng sẽ rán. Mọi người, công đoạn này cần phải rất là tỉ mỉ, cứ một túi như Hưng thì thấy khá là lâu. Nhưng mà không sao, để chứng minh cho mọi người thấy rằng là mình Hưng cũng biết nấu ăn thì Hưng sẽ làm. Hy vọng rằng tí nữa mẹ và em gái mình sẽ ăn ngon nha. Ok, sau khi mà Hưng đã sơ chế trứng cá xong thì Hưng sẽ bắt đầu đổ ra một cái bát. Sau đó thì sẽ rửa rau thơm, nhặt rau thơm để cho vào trứng cá rán lên ăn. Chỗ này thì Hưng sẽ có lá lốt này, tía tô này, hành. Sau khi rửa xong thì Hương sẽ thái thật nhỏ cho vào trứng. Bây giờ đã rửa xong rồi đây. Hương sẽ thái nhỏ rau để cho vào trứng cá. Thái thật nhỏ rồi ạ. Thái thật nhỏ cho vào trứng cá. Không biết rằng là nhà mọi người ăn như thế nào, nhưng mà đây là công thức nhà Hương nấu. Thì Hương nấu như này. Nếu mà có gì sai sót thì mọi người nhớ bỏ qua cho Hương nha. Ok, sau khi thái nhỏ rồi thì Hưng sẽ bắt đầu cho vào trứng cá. Sau phần rau giờ thì Hưng sẽ cho gia vị vào. Đầu tiên thì sẽ cho nửa muỗng cà phê mì chính. Hưng không thiên ăn mì chính nữa. Ok rồi. Sau đó thì là 2 muỗng mắm. Mình cho thêm 2 muỗng mắm vào. Thay vào cái là giờ đây là Hưng sẽ nhiều nhất. Sau đó thì sẽ cho trứng gà vào. Đó, thì Hưng sẽ cho trứng gà vào. Cái trứng gà này là trứng gà từ quê, ở quê của Hưng, vì thế ăn rất là chất lượng. Trứng gà trộn đều lên nhá, xong là rán nữa mà xong rồi. Để cho món trứng cá được nóng ăn với ngon thì Hưng sẽ để gần ăn cơm thì sẽ rán. Bây giờ thì Hưng sẽ bật bếp lên để luộc rau. Cái rau lang mọi người biết không? Rau lang ở quê của Hưng thì gọi đây là rau lang, nhưng ở chỗ mọi người thì Hưng không biết là sẽ gọi là rau gì. Rau này rất là tốt hệ tiêu hóa, đặc biệt những bạn nào hay bị đau bụng ăn rất là tốt. Bây giờ Hưng sẽ bật bếp lên này. Ok, rau lang thì mẹ Hưng đã rửa sẵn rồi, Hưng đã rửa sẵn ra xong rồi, mình chỉ việc cho vào đây để luộc thôi. Rau lang ấy thì mọi người có thể làm rất là nhiều món, từ món xào này, món xào cũng rất là ngon, xào này, luộc này, đó. Nhưng mà mùa hè nóng như này thì Hưng nghĩ là luộc nó sẽ dễ ăn hơn. Rồi trong lúc ở đợi nước sôi để luộc rau thì Hưng sẽ bắt đầu sơ chế vịt. Thì Hưng sẽ làm lấy muối để sát qua vịt, loại bỏ mùi hôi. Sau đó Hưng sẽ thái nhỏ ra để tiến hành xào. Đây xong rồi. Đó, bây giờ thì Hưng sẽ thái thật nhỏ miếng thịt này ra. Nhỏ ra để xào với lại là rau răm. Ngày xưa nhá, ngày xưa mà ấy không biết cắt thịt đâu, không biết thớ thì chỗ nào để cắt luôn, kể cả thịt lợn. Nhưng mà lên đại học khi mà ở một mình ấy, thì tất cả mọi việc mình tự làm hết, tự nấu hết. Ra ngoài ăn thì hay bị đau bụng, còn ăn ở nhà nó sẽ được đảm bảo hơn, sạch hơn và ngon hơn. Nhưng mà không biết có ai mà đúng không, đặc biệt là những cái món mà người khác làm ấy chúng cảm thấy không ngon đâu. Nhưng mà nếu mà món mình làm nhá, bản thân mình làm nhá, mình tự nấu tự ăn nhá, luôn luôn thấy ngon, chấp niệm bản thân rất là cao. Lúc này thì bếp của Hưng đã sôi rồi,
và Hưng sẽ cho rau lang vào để luộc. Cho rau vô. Rau lang luộc mà chấm với lại là nước mắm tỏi. Hết sảy. Đặc điểm của rau lang đó chính là rất là nhanh chín, vì thế thì Hưng sẽ chỉ luộc trong vòng 1 đến 2 phút thôi, sau đó thì Hưng sẽ bớt ra luôn để giữ được vị giòn ngọt của rau lang. Đó. Cái này chỉ cần với bát nước chấm nước mắm tỏi nữa thì cực kỳ ngon. Đó, thế là xong món đầu tiên. Như mẹ Hưng đã nói là hôm nay sẽ có món cà muối, vì thế thì sau mùng tơi là quá hợp cho ngày hôm nay rồi. Cái nước rau lang Hưng vừa luộc ấy thì Hưng sẽ để dành để nấu canh cho mùng tơi luôn. Bây giờ thì Hưng sẽ thái nhỏ ra mùng tơi cho nồi canh là được. Theo được biết ý, thì rau mùng tơi ở rất nhiều nơi thì người ta sẽ thái nhỏ ra, sau đó người ta sẽ bò với nước để gột sạch cái nước nhớt đi, sau đó người ta sẽ nấu. Còn với nhà Hưng thì nhà Hưng sẽ chỉ có thái nhỏ ra thôi và sau đó thì cho vào nồi luôn. Thật ra việc của Hưng ấy thì chỉ có cần là bắt canh, bắt cà, thêm một quả trứng nữa là xong một bữa rồi. Xong món canh tiếp theo thì là đã xong rồi. Bây giờ thì sẽ đổ canh ra bát. Vừa xong thì Hưng đã xong món rau của món canh của mình rồi. Bây giờ thì Hưng sẽ rán trứng cá. Đó, cho dầu vào chảo, rồi cho trứng cá vô, xong rồi nó sẽ không bị bắn. Nhưng món trứng cá này nhá, mọi người có thể chế biến được rất là nhiều món rất là ngon. Mọi người nhìn xem có giống một cái bánh không? Có giống một cái bánh không? Để Hưng sẽ kiểm tra xem cái mặt này đã vàng chưa. Vàng rồi thì chúng ta có thể lật được. Ok là được rồi, bây giờ Hưng sẽ lật bánh. À nhầm, bây giờ Hưng sẽ lật. Đấy, nhìn giống bánh quá này. Tiếp tục lật. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn ngon chưa? Nếu mà mọi người ở đây, mọi người ngửi thấy mùi thơm nhá, cực kỳ thơm luôn. Trứng cá này ăn vào những cái hôm mưa ở Hà Nội thì hết sảy luôn. Vàng thơm chưa? Đó. Mặc dù nó nhìn nó hơi ngát một xíu nhưng mà ăn khá là ngon. Ăn khá là ngon. Tại vì hôm nay Hưng làm, Hưng rán hơi bị dày ấy, thì lật nó sẽ hợp, nó sẽ dễ nát. Thế là Hưng đã xong món thứ hai là món trứng rán. Bây giờ thì thịt vịt này thì Hưng sẽ xào với rau răm. Hôm nay con nấu ăn rồi mà sao mẹ vào bếp làm gì? Con làm nhanh lên để đói rồi. Đấy, đợi một tí, hôm nay thì Hưng sẽ xào thịt vịt với rau răm. Nào. Ô mẹ ơi, rau răm nhà mình đâu? Rồi, hết rau răm. Xuống chợ mua rau răm vậy. 5 phút thôi nhá, đợi con. Thì em gái của Hưng đang bị đau bụng ấy, thì Hưng sẽ làm gò trứng rán 50 này cho nó ăn vào. Mọi người ơi, ai mà xem clip của Hưng ấy mà mọi người có bị đau bụng ấy thì mọi người nhớ nhá, trứng rán 50 này hoặc là món tiền gì rau lặng. Mà mọi người ơi, mà đang xem clip của Hưng ấy mà mọi người bị đau bụng hoặc là mọi người đang bị khó tiêu thì mọi người nhớ làm món trứng rán 50 hoặc là rau lang luộc, rất tốt cho hệ tiêu hóa luôn. Trứng rán 50 này đó, mà đặc biệt nhá, món trứng rán 50 này tuổi thơ của Hưng ăn rất nhiều, bởi vì là ngày bé ăn linh tinh nhiều hay bị đau bụng, thì đặc biệt mẹ Hưng là sẽ có món trứng rán lá mơ huyền thoại, nhưng mà rán bằng lá chuối thôi mọi người, cho lá chuối vào xong chuối cho trứng vào cơ. Nhưng ở đây thì Hưng không có lá chuối thì Hưng dùng luôn bằng cái chảo này luôn, chảo vừa rán trứng. Đẹp không? Nhìn vừa đẹp mắt lại ăn vừa ngon, rất tốt cho sức khỏe. Mọi người nhớ nhá, trứng rán lá mơ. Trứng rán lá mơ này thì mọi người có thể chấm với nước mắm hoặc là mọi người có thể chấm với tương ớt, cực kỳ ngon. Riêng Hưng thì Hưng sẽ chấm với tương ớt rồi đấy. Đây, và bây giờ Hưng sẽ cho trứng ra đĩa. Thế là hoàn thành xong một món nữa rồi mọi người ạ. Ok, đã xong. Bây giờ món cuối cùng của Hưng đó chính là món thịt vịt. Nấu thôi. Ê, rau này là Hưng vừa ra chợ Hưng mua xong. Bây giờ Hưng sẽ nhặt nguyên ngọn thôi để xáo thịt vịt. Thực ra hôm nay Hưng định nấu món vịt om sấu mọi người ạ, nhưng mà trong tủ lạnh không đủ nguyên liệu, và Hưng quyết định làm cái món thịt vịt này cho đơn giản. Nhưng mà cũng khá là ngon, ăn rất bắt cơm luôn mọi người ạ. Ngày xưa nhá, mỗi lần mẹ nấu ăn là gọi xuống, Hưng ơi xuống làm rau cho mẹ, là cái lúc Hưng cực kỳ ghét và Hưng toàn trốn đi luôn mọi người. Trốn đến bao giờ đến giờ ăn là mới về. Giờ ăn thôi là Hưng mới vác mặt về đấy. Thì Hưng sẽ phi thơm hành tỏi lên. Phi thật thơm hành tỏi lên. Sau đó muốn cho thịt vịt vào. Lúc này thì Hưng sẽ phi thơm hành tỏi. Wow, cực kỳ thơm mọi người ạ. Sau khi mà hành tỏi của Hưng đã thơm rồi
đã vàng rồi thì em sẽ đổ thịt vịt vào. Đảo đều, cực kỳ thơm mọi người ạ. Đảo đều lên. Thịt vịt này trước khi xào thì Hương đã ướp hết gia vị rồi. Lúc này thì Hương chỉ cần toàn xào xăng vịt thôi, cho rau răm vào nữa là xong. Rau răm ở đây thì tùy vào từng gia đình thì mọi người có thể cắt nhỏ hoặc cắt to. Nhưng mà riêng nhà Hương thì Hương nghĩ rằng là Hương sẽ cắt to ra một xíu, để mà khi ăn cùng thịt vịt ý, cái rau răm nó không bị nát. Đối với nhà Hương thì thịt vịt Hương sẽ xào sạch xăng lên, sau đó mới cho rau răm vào, ăn mới ngon mà. Sau khi thịt vịt đã xăng lại như này rồi thì Hương sẽ tiến hành đổ rau răm vào. Đảo lên, lúc này mùi thơm đã rất là dậy mùi rồi. Bây giờ thì Hương sẽ cho ra đĩa, mà cái đĩa này mọi người biết không? Đĩa quốc dân nhà nào không có đĩa bà tiên. Hưng thay đĩa khác nhưng mẹ Hưng không chịu, Hưng phải bảo có cái đĩa bà tiên thì mẹ Hưng mới chịu nhá. Đĩa này thì được truyền từ đời đời gọi là đời ông của đến đời nhà mình. Thế là món vịt xào rau răm của Hưng đã hoàn thành rồi đấy mọi người ơi. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Vậy là một bữa cơm của Hương đã hoàn thành rồi. Bây giờ Hương sẽ gọi mẹ Hương ra để mẹ Hương ăn đánh giá kết quả nhé. Mẹ ơi, mẹ, ra ăn cơm. Ra ăn cơm, đây, con ăn nấu xong ở đây. Đây mẹ ngồi xuống đây. Đây nhá, giới thiệu với mẹ đây là món trứng cá rán. Còn đây là món vịt xào rau răm. Còn đây là món vịt xào rau răm này. Rau này, trứng này. Nào, mời mẹ ăn cơm. Cho mẹ ăn thử đi. Trứng cá. Như nào bên nhau? Vừa. Trứng bảo con tàn ăn nhé. Mẹ ăn thử món vịt xào rau răm. Ngon. Ngon. Ngon không? Con cũng không nghĩ, con cũng không nghĩ rằng là mình có thể nấu được như này nhá. Ôi dồi, nén đi được rồi mẹ. Ok, ngon. Mình quá này, con nghĩ đúng quá. Cái này á, lấy gì đó mụn, lấy gì đó mụn thì dễ. Để ăn được rồi. Đâm đi, đâm đi đâu? Hơn bố điểm này á. Và cuối cùng Hưng đã thực hiện xong thử thách của mình rồi, hoàn thành rất là xuất sắc luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Hưng. Mọi người nhớ like và subscribe kênh của Hưng nhá. Bye bye mọi người.